Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế, tính từ 19 giờ ngày 31 tháng 7 đến 6 giờ ngày 1 tháng 8, cả nước ghi nhận 4.374 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.372 ca lây nhiễm trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 2.027 ca, Bình Dương 1.415 ca. Như vậy tính đến sáng mùng 1 tháng 8, Việt Nam có 150.060 ca mắc, trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 146.249 ca, trong đó 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được điều trị khỏi 38.734 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 441 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21K. Trong ngày 31 tháng 7, có hơn 276.000 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là hơn 6,2 triệu liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là gần 5,6 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 620.000 liều.